Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới Crypto. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn mở thẻ của 6 dự án để chúng ta nhận được điểm coin. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở thẻ của dự án Hamster Combat. Các bạn sẽ nhấp vào mục thẻ kết hợp hàng ngày. Và chúng ta sẽ mở chiếc thẻ đầu tiên ở trang số 1 nhé. Ở đây các bạn sẽ kéo xuống này. Và đây là chiếc thẻ đầu tiên của ngày hôm nay. Thẻ này mình đã lên level 8 và tốn 9,1 triệu xu này. Mình sẽ nhận nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sang trang thứ 5 nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ kéo lên để tìm chiếc thẻ của ngày hôm nay. Đây là chiếc thẻ của ngày hôm nay các bạn nhé. Thẻ này thì mình tốn hơn 25 triệu xu này. Như vậy là mình đã mở được 2 thẻ rồi, còn thiếu 1 chiếc thẻ nữa. Ở đây không có thì chắc là nó ở trong mục thẻ mới rồi. Chúng ta sẽ vào mục thẻ mới nhé. Hình như cái thẻ này nó ở trang số 1 ý, mình sẽ quay trở lại trang số 1 trước. Và đây là chiếc thẻ của ngày hôm nay. Thẻ này thì mình đã lên level 17 và tốn 20 triệu xu này. Mình sẽ nhấp vào mục nhận nhé. Như vậy là mình đã mở thành công 3 chiếc thẻ để nhận được 5 triệu xu. Bây giờ mình sẽ tổng kết lại là chiếc thẻ đầu tiên này và chiếc thẻ thứ 3 này nó sẽ nằm trang số 1. Còn chiếc thẻ YouTube Gold này nó ở giữa này, nó sẽ nằm ở trang thứ 5 các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mở thêm 2 chiếc thẻ mới trong buổi tối hôm nay. Chúng ta sẽ vào trang web 3 này. Ở đây sẽ có một thẻ mới này, chi phí hết 15k và nợ nhuận mỗi giờ là 700 xu nhé. Bây giờ thì mình sẽ sang trang thứ 5 này. Và các bạn sẽ mở ở mục thẻ mới này ra. Ở đây sẽ có một chiếc thẻ mới này, chi phí hết 35k xu và lợi nhuận mỗi giờ là 3k nhé. Thẻ này rất là ngon này. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái dự án Tham Farm nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhấp vào mục kiếm ở đây. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ vào mục lời tiên tri của thời gian. Ở đây thì nó có thêm mục cửa hàng này. Hôm nay nó vừa mới ra mắt thêm cái mục này. Cái này hình như là nó cho chúng ta mua trước các bạn ạ. Các bạn có thể là mua trước từ 1 tôn. Thì ở đây cái này mình chỉ tham khảo thôi chứ không hướng dẫn các bạn mua. Bây giờ chúng ta sẽ vào mục lời tiên tri của thời gian. Các bạn sẽ nhấp vào quyển lịch. Rồi chúng ta nhấp vào số 2024 này. Chúng ta sẽ kéo lên chọn 1994 nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn tháng 1 này. Rồi chúng ta sẽ chọn ngày 31. Các bạn sẽ nhấp vào mục set ở đây. Và kết quả sẽ là 31 tháng 1 năm 1994. Chúng ta sẽ nhấp vào kiểm tra ngày. Và chúng ta sẽ nhấp yêu cầu để nhận 100.000 xu này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án SpellOneNet nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhấp claim phần thưởng, rồi tiếp theo thì các bạn sẽ nhấp vào cái biểu tượng hình khóa này. Thẻ đầu tiên sẽ là cây bút này, thẻ thứ hai là mắt xanh, thẻ thứ ba là đầu người này, thẻ thứ tư là tia sét. Như vậy là mình đã mở khóa thành công để nhận được 1 đồng mana. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Tomato nhé. Với từ khóa của Tomato ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có là từ khóa là 2233. Thì ở đây nó đang chia ra 3 ô này. Ô này là số 1, ô này số 2, ô này số 3. Các bạn sẽ gõ 2 lần vào số 2 và 2 lần vào số 3 là được nhé. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách để chúng ta thao tác. Đầu tiên thì chúng ta sẽ gõ vào cái cây cà chua này là 2 lần. Sau đó thì gõ vào cái đầu người này 2 lần.
1212. Và chúng ta sẽ nhấp vào Open để mở phần quà này ra. Và hộp quà này trị giá là 2.500 cái đồng tomato này các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Jockey Rabbit. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mục Min này. Và chúng ta sẽ đi tìm thẻ trang đầu này nhé. Trang đầu này không có, các bạn sẽ nhấp vào cái mục Claim này. Ở đây mình có một số thẻ được Claim rồi nhưng mà đang hướng dẫn các bạn, lát nữa sẽ Claim sau. Và đây là chiếc thẻ đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với trang thứ 3. Đây là chiếc thẻ thứ 2 của ngày hôm nay. Rồi chúng ta sẽ quay lại mục Code này. Chiếc thẻ thứ 3 này các bạn sẽ mở cái mục Code này, sau đó các bạn vào mục Claim chúng ta kéo lên nhé. Và đây là chiếc thẻ thứ 3 này. Sau khi các bạn mở xong 3 chiếc thẻ, chúng ta sẽ nhấp vào Check để kiểm tra xem nó đã đúng chưa. Nếu đúng rồi chúng ta nhấp Claim để nhận 2 triệu xu này. Tiếp theo thì mình sẽ sang cái dự án Merge để hướng dẫn các bạn cách mở thẻ nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mục nhiệm vụ ở đây. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào xem video này. Chúng ta sẽ nhấp xem để tìm mã code nhé. Video đã kết thúc, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại mục điền mã code nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ nhập mã là 29711. Và phần thưởng của mình hôm nay khá lớn là được 144 triệu xu này. 29711. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào kiểm tra nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với câu đố trong ngày. Với câu đố trong ngày thì chúng ta sẽ điền cái từ tiếng Anh ở đây. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào mục kiểm tra câu trả lời. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ vào cái mục nhiệm vụ đây. Ở đây thì nó sẽ có thêm câu đố hack não trong ngày nhé. Cái này mọi hôm mình không biết để mình tìm ra. Hôm qua có một bạn nói là nó ở cái mục nhiệm vụ này. Nó lẫn vào mấy cái làm nhiệm vụ của đăng ký sàn Bybit này. Đây chúng ta sẽ nhấp vào đây và điền cái câu trả lời của cái câu đố này. Câu này cũng bằng tiếng Anh luôn các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào kiểm tra câu trả lời này. Như vậy là mình nhận được 57,8 triệu xu của cái dự án, của cái câu trả lời này. Rồi chúng ta sẽ quay lại cái mục nhiệm vụ hàng ngày để làm tiếp này. Ở đây thì mình đang hoàn thành được mấy câu trả lời rồi đây? 3 câu. Mình sẽ vào cái mục đầu tư vào quỹ 3 này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn cái thẻ trí tuệ nhân tạo này. Thẻ ngày hôm nay lợi nhuận cao. Mình sẽ chọn cái hộp này nhé, dự án blockchain này. Đây là chiếc thẻ thứ hai các bạn nhé. Thẻ thứ hai là dự án blockchain này. Rồi chúng ta đến với thẻ thứ ba là con chuột này nhé. Con chuột này lợi nhuận được 127 triệu này. Như vậy là mình đã mở 3 chiếc thẻ này thành công. Chúng ta sẽ quay lại mục nhiệm vụ này. Hoàn thành 10 cuộc đàm phán. Với cái 10 cuộc đàm phán này hình như là hôm qua lúc hết giờ mình nhập xong rồi thì mình lại chơi tiếp. Mình chơi ở bên ngoài nhưng nó tính sang ngày hôm nay luôn. Bây giờ thì mình sẽ nhận tất cả những cái phần thưởng này cộng với này
Sau khi chúng ta nhận hết chỗ này rồi, chúng ta sẽ nhận thêm được cái phần thưởng tổng ở đây là 289 triệu nữa nhé. Ở chỗ này đâu đấy cũng rơi vào hơn 20 triệu rồi này. Khi các bạn làm xong hết nhiệm vụ, chúng ta sẽ vào đây nhận thêm phần thưởng này. Còn cái mục hoàn thành 10 cuộc đàm phán này thì bây giờ mình sẽ làm thêm để cho các bạn xem nhé. Bởi vì lúc nãy thì cái mục này mình đã hoàn thành từ hôm qua rồi. Lúc tối hôm qua mình rảnh mình vào chơi một lúc. Đây các bạn sẽ vào mục thành phố này. Và chúng ta sẽ chọn mục đàm phán tùy theo cấp độ của các bạn nhé. Với cái mục đàm phán 10 cuộc này thì các bạn lưu ý là nó sẽ có 5 danh mục. Thì các bạn nhìn xem thẻ của các bạn nó ở danh mục nào thì chúng ta sẽ chơi danh mục đấy. Còn của mình thì nó đang ở cái hạng mục là kim cương. Thì mỗi một lần chơi cá cược như thế này thì mình sẽ phải tốn từ 50 triệu cho đến 100 triệu. Thế còn với của các bạn ấy thì các bạn có thể là ở những cái ô trên này thì nó sẽ tốn ít hơn nhé. Bây giờ thì mình sẽ nhấp vào mục này để bắt đầu chơi này. Ở đây thì nó sẽ có 3 chiếc thẻ, thẻ con hổ, con rắn và con rùa. Thì ví dụ các bạn chọn con hổ mà người ta ra cái thẻ con rắn thì các bạn sẽ thắng và các bạn sẽ được hưởng cái số tiền người ta đặt cược. Còn nếu người ta ra con rùa thì các bạn sẽ thua và mất cái số tiền đặt cược. Bây giờ thì mình sẽ chọn con rùa trước nhé. Như vậy là mình thắng này. Đấy, cái này chơi nó rất là đơn giản các bạn nhé. Mình sẽ nhận 50 triệu này, còn nó trừ phí đi một ít, cho nên là 63 thì khi chúng ta nhận về chỉ còn 50 thôi. Như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn mở thẻ của 6 dự án để chúng ta nhận được điểm coin. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc các bạn thao tác thành công và nhận được nhiều coin. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.